Xin chào bác quay trở lại với kênh xe đạp kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video này giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Turbit, một mẫu xe đạp thuần leo núi mới về sáng ngày hôm nay lên luôn cho các bác xem. Mẫu xe đạp khung nhôm chạy bộ chuyển động Shimano Atus thành 26 inch và em đang bán tại cửa hàng với mức giá chỉ có là 5 triệu 600 một chiếc xe đạp leo núi địa hình rất là đẹp. Xe thì ngoại hình thì chúng ta thấy là khá là mới và đẹp, cái nước sơn cũng như là có vết xước là đáng kể, những cái vết xước nhỏ xước răm do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể chiếc xe thì giữ được cái độ mới đẹp rất là tốt. Xe đã chạy bộ chuyển động sau Shimano Atus, chỉ có một đĩa đạp với đĩa in nhỏ này, nó đã hỗ trợ cho cái việc mà vừa leo núi mà vừa đi đường bằng rất là tốt rồi, là không cần phải có thêm đặt đĩa. Đĩa này là chuyên hỗ trợ cho việc leo đồi núi dốc, đi những cái con đường bằng này đi cũng được. Sáu in đều Shimano, Shimano đều dễ ích đi. Shimano rất là ngon, Shimano đều dễ ích đi. Về phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong để hỗ trợ đổ đèo tốt hơn, cái cảm giác lái khi đổ đèo rất là tốt. Đây được sử dụng bộ tay bấm của Atus và trang bị thẻ bộ phanh dầu Shimano, cũng là máy Shimano DXT, mức giá và 5 triệu 6 thì những cái option theo trên xe cực kỳ là ngon trong cái tầm giá. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên đến cầm cổ phốt là 58 cm. Xe có cái gióng ngang nó khá là dài và cái gióng dọc nó khá là thấp, nên là cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Bộ lít 8 tầng và 1 tầng đĩa, nó sẽ là 8 tốc độ. Và bây giờ giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp Turbit Storm, một mẫu xe đạp leo núi đang bán tại cửa hàng, mức giá thì có là 5 triệu 600, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đồng đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.